Nay cho chúng ta sẽ học bài thể dục lớp 3 bài 10 trò chơi mèo đuổi chuột. Mục tiêu: tập hợp hàng ngang giống hàng ngang điểm số. Yêu cầu các em biết cách tập hợp hàng ngang giống hàng ngang và điểm số. Mục tiêu thứ hai: ôm đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu các em biết cách giữ thăng bằng khi đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi mèo đuổi chuột, yêu cầu là các em biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. Đồ dùng dạy học thì các em chuẩn bị băng tay, mũ đội để phân biệt khi chơi trò chơi. Thì mới mở đầu thầy sẽ nhận lớp, giới thiệu nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. Khởi động chung là xây các khớp, mời các em xem thầy khởi động và khởi động với thầy. Theo tay chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hồi. Xây cánh tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hồi. Xây hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Hai chân nhân động bằng 3, xếp gối cho ngoài trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Hai chân chụm lại, xe từ phải qua trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Gập duỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Chúng ta sẽ bước vào phần cơ bản. Đó là chúng ta ôn lại tập hợp hàng ngang giống hàng ngang và điểm số. Tập hợp hàng ngang, khẩu lệnh: người chỉ huy sẽ đứng nghiêm, tay trái đưa sang ngang và nói là thành. Bốn hàng ngang tập hợp. Sau khi nghe khẩu lệnh đó rồi, tổ trưởng sẽ đứng ngay vào tay người chỉ huy. Các tổ trưởng còn lại 2, 3 và 4 đưa lần lượt đứng phía sau lưng của tổ trưởng tổ 1. Các thành viên của tổ 1 sẽ đứng vào bên trái của tổ trưởng tổ 1. Các thành viên của tổ còn lại sẽ đứng vào bên trái của tổ trưởng của mình. Giống hàng ngang, khẩu lệnh là nhìn phải thẳng. Sau khi nghe khẩu lệnh xong, tổ trưởng tổ 1 đứng nghiêm làm chuẩn. Các thành viên còn lại của tổ 1 chống tay phải, và nhìn sang phải giống cho thẳng hàng ngang. Khuỷu tay của các bạn là chạm vào tay trái của bạn phía bên phải của mình. Tổ trưởng tổ 2, 3 và 4 để tay trái lên vai bạn phía trước để giống hàng dọc. Các thành viên của tổ 2, 3 và 4 nhìn bạn phía trước để giống hàng dọc, nhìn tổ trưởng của mình để giống thẳng hàng ngang. Và điểm số, khẩu lệnh: cả lớp từ 1 đến hết điểm số. Động tác sau khẩu lệnh: từng tổ đồng loạt lần lượt từ tổ 1 bắt đầu điểm số. Khi điểm số, đánh mặt sang trái, hô to số của mình, sau đó quay mặt lại về tư thế đứng nghiêm. Em cuối cùng sau khi điểm số của mình xong và nói hết. Những sai lầm thường mắc của cái bài tập này đó là người chỉ huy đưa tay không thẳng và đứng chưa đúng tư thế. Cách sửa là các em phải đứng lại cho đúng tư thế nghiêm. Đi vượt chướng ngại vật thấp. Bài tập đi vượt chướng ngại vật thấp này thì chúng ta có hai vạch: vạch chuẩn bị và vạch xuất phát. Các em sẽ đứng vào vạch chuẩn bị. Sau khi nghe hiệu lệnh của thầy kêu vào chỗ thì chúng ta bước lên vạch xuất phát, đứng chân trước chân sau, hai tay để tự nhiên nhìn thẳng về trước. Khi đi gặp chướng ngại vật, chúng ta bước qua và tới một rãnh nước thì chúng ta sẽ nhảy qua. Các em xem thầy thực hiện. Chuẩn bị. Đi.
Những sai lầm thường mắc ở bài tập đi bộ chướng ngại vật thấp này là học sinh, các em thường thường bước mà không thực hiện bật nhảy như ở rãnh nước, các em phải bật nhảy qua. Đối với những chướng ngại vật cao thì chúng ta phải bật nhảy mới qua được. Phần luyện tập thì ở cái bài tập này các em sẽ tự luyện tập 3 đến 5 lần để nhớ và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Trò chơi mèo đuổi chuột thì hôm nay trò chơi này mới, chúng ta học trò chơi này. Thì trước khi chơi các em sẽ đọc cái vận điệu như sau: mèo đuổi chuột, mời bạn ra đây, tay nắm chặt tay, đứng thành vòng rộng, chuột luồn lỗ hổng, chạy vội chạy mau, mèo đuổi đằng sau, trốn đâu cho thoát. Sau khi các em học thuộc vận điệu này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu một cách chơi. Cách chơi như sau: chúng ta sẽ chọn ra hai bạn, một bạn giả làm mèo, một bạn giả làm chuột. Còn các bạn ở ngoài sẽ đứng tạo thành một cái vòng tròn, nắm lấy tay nhau, một tay cao và một tay thấp. Tay cao là lỗ hổng và tay thấp là lỗ không hổng. Ở trò chơi này, sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì chuột sẽ chạy và chạy vào những lỗ hổng, mèo sẽ đuổi theo sau. Chuột chạy lỗ nào thì mèo chạy theo chỗ đó, không được chạy tắt đón đầu. Mời các em xem video trò chơi. Những sai lầm thường mắc của cái trò chơi này đó là các bạn đóng vai mèo và vai chuột thường chạy không đúng theo đường chạy của mình. Là chuột thường chạy không đúng đường là chạy vào những lỗ không hổng, là chỗ mấy bạn đưa tay thấp. Còn mèo chạy không đúng đường thường là chạy không đúng đường của chuột, chạy chỗ khác. Cách sửa cho các em đó là các em phải đóng vai chuột, chạy đường nào thì các em đóng vai mèo phải chạy đuổi theo đường đó. Chúng ta sẽ vào phần kết thúc. Ở bài tập này thì chúng ta sẽ tự thả lỏng, các em sẽ tự thả lỏng đi. Thì chúng ta hệ thống lại bài. Tiết học hôm nay chúng ta ôn tập lại tập hợp hàng ngang, giống hàng ngang và ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Giờ chúng ta học trò chơi là mèo đuổi chuột. Các em nên áp dụng những gì đã học vào hôm nay vào sinh hoạt hàng ngày. Tiết học đến đây là kết thúc. Xin chào các em.